Vâng, Hiếu xin mến chào toàn bác nhá. Và hôm nay thì thực sự luôn là rất là vui và xúc động để giới thiệu đến toàn thể các bác anh em một lô mixer. Cái dòng mixer hôm nay về không phải dòng mixer bình thường như mọi hôm em review, mà hôm nay một dòng mixer có thể là một đứa con tinh thần tại đơn vị MoDo, cũng như là em đã bán phục vụ anh em rất là lâu rồi. Nhưng hôm nay là phiên bản đặc biệt về cái tiếng echo effect của nó. Nó có đến tận 200 chế độ echo effect và nó có hai đường effect riêng biệt độc lập. Tiếng dòng này thì rất là hay. Và trước mắt các bạn đây là lô mixer ASHLY XA16 Pro V2, phiên bản đời cao nhất của ASHLY. Thì nói đến các sản phẩm mixer của ASHLY thì các bác biết rồi, trước đây các bác sử dụng cho mình, các bác trên thị trường đang bán những bản là V1, bọn V1 là phiên bản cũ. Thì đối với phiên bản mới đây thì mình đã cập nhật về của anh em là tiếng echo nó mượt mà hơn, mặt mũi nó cũng đẹp hơn. Và tất cả 100% là hàng nhập khẩu chính hãng, chính ngạch, COCQ đàng hoàng nhá. Để tem phụ đấy, tem phụ nhá. XA16 Pro V2. Các bác yêu cầu gọi thuế má, gọi là vào công trình thì dòng mixer này đáp ứng nhu cầu của anh em, vì đây là dòng mixer mình nhập khẩu, được nhập khẩu bên đơn vị ASHLY về. Đấy. Số lượng về cực kỳ khủng, tổng lượng lô này em về là 100 chiếc thì hôm nay đã về trước 50 chiếc cho anh em. Và số lượng về nhiều thì như thì nói đến kênh em rồi, là em bán buôn, bán sỉ, bán lẻ với tất cả thiết bị âm thanh, với tất cả các hãng. Nên là anh em thợ thuyền có nhu cầu mua giá tốt hay em về đi xô chậu có mua nhu cầu giá tốt thì liên hệ em. Nói chung là nói đến vấn đề Imudo thì em, thứ nhất là nhiều anh em bán thì tất nhiên cùng mã giống Hiếu Minh thôi, nhưng cái thứ nhất là em cập nhật cái mã mới của hãng mới cập nhật về. Cái thứ hai là em đánh mức giá tốt để phụ anh em các bác. Thì dòng này thì em sẽ có bài test riêng, nhưng riêng hôm nay là một cái clip để khoe hàng, giới thiệu hàng về tại kho của MoDo các nhá. Về trước 50 chiếc này. Đó, dòng đếm Hùng Hiếu Minh nhá. Mỗi cọc này 6 này, 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 18 49 50. Rồi bây giờ dạch cho anh một chiếc nào Thái ơi. Xong rồi, hàng nhập khẩu, nguyên đai nguyên kiện, COCQ đàng hoàng. Thực ra dòng này là em về bản model mới được nâng cấp cải biên, nó hay hơn bản cũ cho anh em chơi, hay hơn cả con XA16 Pro trước nay mới em Hiếu Minh bán nhá, hay hơn nhá. Anh em nào chơi những con ASHLY này tiếng hay lắm. Mới đây phiên bản đời mới nó được nâng cấp phần chip xử lý của nó. Đấy, tiếng effect nó tốt, mượt hơn cả trước nữa cơ. Giá thì hiện tại bên Hiếu Minh đang bán là giá giờ độ là 8 triệu đồng cho một chiếc các anh em nhé. Trên trường anh em đang bán một giá khoảng 8,5 triệu, Hiếu Minh bán là 8 triệu đồng. Được về số lượng khủng, anh em thợ thuyền cửa hàng có nhu cầu số lượng lớn nhà nhập lại thì liên hệ đơn vị em nhé. XA16 Pro của ASHLY đây, trong một chiếc sách này béo đậy vào cho anh, nó có 2 lớp thùng các bạn, đậy lại đây bạn, trong quyển sách của dây nguồn nhé. À, báo cáo bác cái dòng này ấy, đó là sử dụng là nguồn liền nhá, nguồn liền đó nhá. Nguồn liền cực kỳ cơ động luôn các bạn anh em ạ. Nguồn liền thì đánh điện đánh nó ổn định hơn. Cái thứ hai là nó đỡ bị lỏng dây chập chờn. Vì trước đây các bác mua những dòng như XA16 Pro thông thường hay những dòng ASHLY trước đây ý, thì nó sẽ là nguồn rời, còn Hiếu Minh là nguồn liền. Úp ngược lại đặt lên để cho nó ấy, cho cao. Đấy đúng rồi, để đặt ngược thế cũng được. Bỏ anh túi ra, mới tinh đập hộp nhá. Và được bảo hành 2 năm các lý em. Riêng dòng mixer bên Hiếu Minh bảo hành 2 năm các anh lưu ý nhá. Nhớ cho Hiếu Minh này, bảo hành 2 năm. Riêng các anh em bán lại khác các kênh khác. Tất cả sản phẩm thiết bị bên em bán, những hàng mới nhập khẩu này toàn bảo hành 2 năm thôi. Còn một số anh em bán thứ nhất là chính sách không tốt là bảo hành 1 năm, Hiếu Minh bảo hành 2 năm. Đây ạ. Với dòng này thì nó có tận 120 chế độ các nhá. Gần 200 chế độ. Echo effect riêng biệt. 200 chế độ cho bác tùy chỉnh cài thoải mái này, cộng với là 2 chế độ effect riêng biệt nữa. Đấy. Cái bản này thì thiết kế nó màu là màu xám đen. Nhưng với bản đời cao nó thiết kế màu xám đen, nó rất là đẹp luôn các bạn. Xám đen rất đẹp luôn. Gọi là bản như mình gọi là bản giới hạn đấy, bản mới nhất phục vụ anh em các bác. ASHLY XA MX 16 Pro V2. Dập CNC luôn trên chốc các bạn nhá. Sản chính hãng của ASHLY. Alo. Nói. Có lâu mới ra. À, đợi tí đây 1-2 phút ra. Đấy. Okay. Rất đẹp này. Em chữa bài test riêng vì đâu clip này thông báo hàng về thôi. Đây các bác nhìn này. Tháng 12 2023 vừa cập nhập về thôi nhá. Tem của ASHLY. Nhập khẩu. Như thế ASHLY nó là thương hiệu của Mỹ nhá. Hiệu của Mỹ được sản xuất tại China. Kiểu Mỹ. Nó sử dụng driver 100% là chip của Mỹ luôn. Dòng này các bác mua cứ chơi cho em những dòng nhập khẩu cho chất lượng. Tiếng fake kia cũng mượt mà. Con này thì đã được trải nghiệm rồi. Thực ra là cái con này là trước là phiên bản cũ ấy, là phiên bản ASHLY MX 16 Plus. Thì đây là phiên bản mới của Hiếu Minh, cập nhật mới nhất của hãng vừa cập nhập bến về là ASHLY MX 16 Pro, được nâng cấp phần chip. Cái tiếng echo thì vợt nó mượt hơn nhiều so với bản cũ anh nhá. Đấy. Em nóng lòng em sẽ mang cái xưởng sự kiện em test luôn cho anh em xem. Cái tiếng fake của nó tiếng rất là mượt mà. Số lượng về khủng cho anh em chơi. Cái mixer này chuyên cho anh em sự kiện này, phòng trà này thì tuyệt vời. Đấy. Ấy Thành ơi, nhắc cho anh ấy. Viền của nó sự viền nhôm anh nhá. Viền là sự viền nhôm này. Cực kỳ chất lượng luôn anh ạ. Nhôm. Có chân đế nhá. Rất đẹp. Thật sự rất đẹp luôn các bạn. Có cổng USB để cài máy tính này. USB để cài máy tính này. Thì các bác mua mixer bên Hiếu Minh Audio ấy, thì được đội ngũ kỹ thuật bên Hiếu Minh cài sẵn cho anh em về chỉ dùng thôi. Cài sẵn rồi. Nhất là bên em bán sự kiện thì về đi cài anh em chỉ dùng thôi. Đây nó cài sẽ có 2 tem thôi nhá. Tem này là thái như là tem hông, 2 tem liền, tem ASHLY bên cộng hông bên này này. Và tem ASHLY hông bên này. Hàng nguyên đai nguyên kiện nhập khẩu về nhá. ASHLY Audio. Một dòng mixer đến từ thương hiệu của Mỹ, được sản xuất ở China. Dòng mixer cho chất âm rất là hay các bạn. Đã khẳng định trong thời gian qua Hiếu Minh bán cũng như một số anh em đã bán rồi. Nhưng hôm nay là được hãng ưu tiên, hàng về là ưu ái. Ưu ái đơn vị Imudo là được cập nhật mới nhất cho anh em chơi. Phiên bản mới nhất, cái dòng này sẽ hứa hẹn sắp tới sẽ bùng nổ tại thị trường Việt Nam cũng như tại đơn vị em, sắp tới sẽ phục vụ cho anh em sự kiện. Với dòng này cho chất âm rất là hay luôn các bạn. Số lượng về khủng nha các bác nhá. Và xin ái chào các bác nhá.